VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của VDA. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một dàn karaoke tiêu chuẩn bên VDA mình, được các kỹ sư bên VDA mình nghiên cứu rất là lâu. Thì dàn của mình gồm có một đầu Atnos 8830, một âm ly Tata Hul BK800 và một cặp loa Boston 351. Vì sao dàn karaoke của mình được đánh giá là tiêu chuẩn so với những dàn karaoke khác trên thị trường? Hãy cùng Huy đánh giá những chi tiết, những sản phẩm của dàn karaoke mình nhé. Theo đánh giá riêng của Huy thì dàn karaoke tiêu chuẩn của mình thì rất là phù hợp cho phòng không gian gia đình hoặc là không gian karaoke kinh doanh với diện tích dưới 25m². Đầu tiên thì Huy xin giới thiệu về đầu Atnos 8830. Thì đầu Atnos 8830 này có thiết kế hình hộp chữ nhật với màu sắc đen là chủ đạo, tạo cho mình cảm giác như là một màu đen huyền bí, sang trọng. Thì Atnos 8830 mình có kho dữ liệu nhạc lên tới 10.000 bài hát tùy theo dung lượng. Song song đó thì Atnos 8830 mình có thể sử dụng kết nối internet, tải nhạc về internet, hoặc là các bạn có thể tải ứng dụng riêng của Atnos 8830 về trên điện thoại hoặc là tablet để mình sử dụng thay thế cho remote. Đầu Atnos 8830 lưu trữ nhạc trên 10.000 bài hát, gồm có nhạc KTV và MIDI, sử dụng con chip SAM 2634 của Pháp cho ra âm thanh rất là bắt tai và tươi mới. Và giá bán lẻ của con Atnos 8830 này là 4.500.000. Tiếp theo đó là âm ly Tata Hul BK500 với công suất 250W cho hai kênh, cái trở kháng là 8 ohm, phù hợp cho không gian dưới 25m², xử lý nhạc nền tốt, âm thanh ra rõ và chi tiết. Và âm ly Tata Hul BK500 này có thể sử dụng kết nối Bluetooth cho điện thoại hoặc là tablet. Và giá bán lẻ của chiếc âm ly Tata Hul bên mình là 5.900.000. Tiếp theo đó, thiết bị cuối cùng không thể thiếu cho dàn âm thanh tiêu chuẩn là loa Boston 351 với công suất loa là 150W, điện trở kháng lên tới 8 ohm, củ loa là 2.5 tấc, âm bass chắc không cần bạn phải thêm sub, âm chung thì rõ ràng, âm chép thì lên cao bạn không bị nghe bị rè, phù hợp cho tất cả các âm ly khác nhau. Thì ngoài cái loa Boston 351 thì âm ly Tata Hul BK800 có thể phối ghép với hầu hết các loại loa 2.5 tấc như loa JBL RM10, loa BK886 hoặc là loa BF3110. Các bạn có thể tham khảo giá trên website của VDA hoặc gọi đến hotline để biết thêm chi tiết. Hiện tại thì bên VDA đang có chương trình khuyến mãi khủng, khi bạn mua dàn karaoke tiêu chuẩn sẽ được tặng 2 cây mic đến từ thương hiệu nổi tiếng Arian. Đây quả thực là một dàn karaoke tiêu chuẩn hội tụ đầy đủ những yếu tố hiện đại, đúng không các bạn? Bảo hành chính hãng và hậu mãi hấp dẫn. Mình xin nhắc lại giá của dàn tiêu chuẩn bên mình là 11.990.000 đồng. Còn chần chừ gì nữa mà các bạn không gọi ngay đến hotline để được các nhân viên tư vấn kỹ hơn về sản phẩm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ sau. Nhớ bấm like và subscribe kênh video của mình nhé. Subscribe VDA, chọn thiết bị Kara, hát hay, giá tốt.